Nóng, MU và đối tác hàng đầu chốt giá, phát nổ bom tấn triệu fan mong đợi. Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, MU và đối tác hàng đầu đã chốt được mức giá, qua đó giúp Quỷ Đỏ phát nổ bom tấn mà triệu fan đang vô cùng mong chờ ở thời điểm này. Thị trường chuyển nhượng của bóng đá Anh đã mở cửa từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, do đó, ban lãnh đạo MU đang rất sốt sắng đưa về các bản hợp đồng chất lượng cho câu lạc bộ. Ở đó, những mục tiêu hàng đầu mà Quỷ Đỏ nhắm đến gồm Mason Mount, Harry Kane Rasmus Hojland hay Declan Rice. Mới nhất, theo nguồn tin từ truyền thông, MU cùng với đối tác hàng đầu đã chốt được mức giá cho một trong các thương vụ nói trên, qua đó giúp quỷ đỏ phát nổ bom tấn triệu fan mong đợi. Cái tên đang được nhắc tới là Mason Mount. Tiền vệ người Anh chỉ còn một năm hợp đồng với Chelsea song dù tân huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino tha thiết giữ chân tiền vệ. 24 tuổi ở lại Stamford Bridge nhưng cầu thủ này vẫn quyết tâm ra đi đồng thời thể hiện khao khát cập bến Old Trafford. Sau nhiều lần đàm phán, MU cùng Chelsea rốt cuộc cũng đã tìm được tiếng nói chung cho thương vụ này. Theo đó, đội bóng thành Manchester sẽ bỏ ra khoản tiền 48 triệu bảng cộng thêm các phụ phí để nhận được cái gật đầu từ đối tác. Con số mà MU chi ra để sở hữu mau dự kiến lên tới khoảng 55 triệu bảng. Cập bến nhà hát của những giấc mơ, ngôi sao người Anh sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2028 kèm theo mức lương được tiết lộ là dưới 100.000 bảng tuần. Đây rõ ràng là điều khiến nhiều người bất ngờ bởi với đẳng cấp đã được thực hiện, khoản thu nhập nói trên vẫn được xem là quá ít ỏi so với Mount. Thực tế, trong màu áo Chelsea hiện tại, tiền vệ 24 tuổi cũng chỉ đang bỏ túi 80.000 bảng tuần. Với việc đôi bên đã tìm được tiếng nói chung về giá cả còn Mount khao khát gia nhập MU, thương vụ bom tấn này dự kiến sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới. Đó thực sự là viễn cảnh mà cổ động viên Quỷ Đỏ đang vô cùng chờ đợi. Bất chấp vừa trải qua mùa giải không như ý, Mout vẫn có cho mình những tố chất của cầu thủ lớn khi sở hữu lối chơi kỹ thuật, khả năng tạo đột biến cao. Bên cạnh đó, ngoài vai trò số 8 sở trường, anh còn chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh hoặc hộ công.